Xin chào các bạn, thì hôm nay mình muốn giải thích về một cái điều mà mình nghĩ rằng gần đây là có một sự tranh cãi không hề nhẹ đó là các bạn thấy rằng là cái Galaxy Note 10 và Note 10 Plus ra nó không đạt được như kỳ vọng Bản thân mình hôm đấy đi sự kiện thì cũng thể nói là nó không quá đem lại nhiều hòa hứng bởi vì những thông tin gì biết thì cũng đã biết rồi và những cái sự thay đổi của nó là không đủ lớn Nó là một phiên bản hoàn thiện hơn như ngay của chiếc Galaxy S10 và S10 Plus Trong khi đó cùng thời điểm có rất nhiều các sản phẩm Trung Quốc ra mắt ấn tượng như cái con mà hôm trước bọn mình mở hộp Nubia Z20 Con này có hai màn hình này quay phim lên tới 8K rồi, vân vân và vân vân các chế độ chơi game một ấn tượng. Thế thì người ta nói rằng là các sản phẩm Trung Quốc ngày càng đột phá về công nghệ và nhiều ý tưởng hay, trong khi đấy Apple với Samsung lại ngày càng tụt lùi. Thì điều đó là tại sao? Mình sẽ cùng giải thích các bạn trong video ngày hôm nay. Điều đầu tiên thì mình cũng phải đồng ý với các bạn một điều là các hãng Trung Quốc ngày càng đột phá hơn, ngay cả các sản phẩm của Xiaomi, Huawei Honor, vân vân nói chung là họ rất hay như Vivo chẳng hạn những, những công nghệ đua nhau về tốc độ sạc nhanh cũng là đến từ Trung Quốc thế nhưng thì có phải là các hãng như Samsung hay là Apple ngày càng lười nghiên cứu đi không câu trả lời của mình là không theo những cái thống kê thì Samsung và Apple là những cái công ty cũng chi quá nhiều tiền cho R&D để đưa ra các cái ý tưởng và các sản phẩm mới thế nhưng cái việc mà để đi ra sản phẩm thực tế của họ thì lại mất nhiều thời gian tại sao các nhà sản xuất này thì lại làm như vậy thứ nhất là các bạn hãy nhìn mà xem Samsung thì họ bán là những sản phẩm mức giá cực kỳ cao như chiếc Galaxy Note 10 hay là Note 10 Plus các bạn nhìn đi. Giá Việt Nam như tại Savaness đang bán nó lên tới tận 22.990, 26.990. Giá này đã bao gồm quà nha mọi người, như là quà lên tới 5 triệu đồng, loa Onyx Studio này, phiếu mua hàng 500 000 ngàn, Hay Note 10 còn có quà là tai nghe Galaxy Buds. Và nếu các bạn không lấy quà muốn mức giá tốt hơn, mình sẽ để link mô tả bên dưới mọi người có thể tham khảo nhé. Với một mức giá cao như vậy, việc giới thiệu những công nghệ mới là quá rủi ro. Các bạn nhìn đi, những cái con điện thoại như Nubia, những cái con Xiaomi, những cái con kia đều có mức giá rất là thấp Chỉ tầm khoảng 11-12 triệu đồng các bạn sử rồi Và khi mà các bạn bán một chiếc điện thoại với mức giá 1.000 đô trở lên Mà đưa những cái tính năng mà mang tính chất thử nghiệm vào Thì nó sẽ bị ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng Dẫn đến cái việc là các nhà xuất này rất e rè trong cái khả năng áp dụng những công nghệ mới, những thứ đột phá vào đây mà thường họ sẽ làm đưa vào những cái thiết bị ở phân khúc thấp hơn Galaxy A là một bước thử của Samsung trong những năm gần đây khi họ đưa vào những công nghệ mới sau khi ổn một cái họ đưa lên các sản phẩm cao cấp để cho nó có thể hoàn thiện một cách tốt nhất mình vẫn nhớ cái cảm giác ấn tượng của Vivo khi họ đưa vân tay vào dưới màn hình sau đó các thế hệ sau của họ đều sở hữu rất là nhanh và tuyệt vời hơn hẳn thế hệ đầu nhưng cái việc ở đây là Samsung họ không làm thường xuyên Apple khỏi bản một năm ra được hai con máy mà lại còn thử nghiệm để chắc khách hàng đấm như vỡ mổ cái số 2 mà chúng ta cần phải công nhận một điều đó là Trung Quốc họ có quá nhiều sản phẩm họ ra dồn dập nên tạo được điều kiện thử nghiệm tốt hơn so với Samsung và Apple do cái việc lợi thế có một thị trường nội địa quá mạnh mẽ là Trung Quốc họ có thể ra sản phẩm liên tục làm mới sau đó họ bán chỉ cần thị trường nội địa tốt thôi họ đã ăn đứt rồi sau khi đấy, cả Apple và Samsung đều chật vật ở Trung Quốc với những thị phần quá thấp và khi mà khách hàng không đón nhận hai thương hiệu này, việc mà ra nhiều sản phẩm thì cũng gây ra khó khăn. Sau khi đấy, các hãng Trung Quốc lại có quá nhiều lợi thế về việc phân phối cũng như bán sản phẩm ngay thị trường nội địa và hơn nữa, họ lại còn có mức giá siêu cạnh tranh bởi vì họ có thể bán online. Thế nên, cái việc thử nghiệm của nhà xuất Trung Quốc tốt hơn rất nhiều so với Samsung cũng như Apple. Cái thứ ba là cuối cùng chính là việc dây chuyền sản xuất nếu các bạn chưa biết thì gần đây chúng ta lùm xùm về vụ Vsmart và Meizu tình cờ cấm chiếc điện thoại giống nhau lên đến 99%. Thế thì à, các hãng Trung Quốc để tiết kiệm chi phí bán giá rẻ như vậy, thực chất là họ thường hay sử dụng những cái mẫu à, thiết kế sẵn của các cái bên công ty thiết kế và khi vậy họ mua về và sử dụng các cái dây chuyền sản xuất sẽ tiết kiệm hơn rất là nhiều. Các bạn có để ý rằng các thiết bị của Xiaomi hay của Vivo hay thậm chí của Huawei trong cùng một năm họ có những cái thiết kế vô cùng giống nhau và ít có sự khác biệt. Chính vì, vì như vậy khi mà có sở hữu được những dây chuyền sản xuất vừa tiết kiệm vừa nhanh chóng hơn thế nữa lại là còn ở nội địa bởi vậy nên các công ty Trung Quốc đã có rất nhiều lợi thế khi mà Samsung hay Apple đều phải đi thuê các nhà máy sản xuất hay đặt nhà máy sản xuất thì đều tốn kém chi phí hơn rất là nhiều thế nên mà để đưa ra một sản phẩm có công nghệ mới họ cần phải qua nhiều bài toán kiểm tra rồi các thứ gắt gao hơn như vậy qua video lần này mình đã giải thích cho những bạn nào mà vẫn đang thắc mắc là samsung apple đang bị quá thụt lại so với những cái hãng trung quốc đã có rất nhiều công nghệ đột phá đưa những ý tưởng mới lên điện thoại di động và các bạn thì nghĩ sao theo các bạn thì các bạn thích như các hãng Trung Quốc sẽ đưa ra sản phẩm mới liên tục để thử nghiệm và cũng như là đột phá hay các bạn sẽ kiểu là đi chậm đặc biệt như ông Apple thì quá chậm rồi hãy comment bên dưới đừng quên truy cập vào link mô tả thị Sonet tham khảo bộ đôi Galaxy Note 10 và Note 10 Plus bộ đôi này đã đặt hàng rất là nhiều dẫn cái việc là khuyến mại của nó đổi sang là quà tặng Onyx Studio và phiếu mua hàng tay nghe Galaxy Buds cho mọi người thì anh em nhớ đặt nhanh khẩn trương vì đến ngày 22 tháng 8 là sẽ đã hết chương trình đặt hàng rồi hẹn gặp lại các bạn các video lần sau. Ô, có cả là có cơ hội nhận được cặp vé du lịch trị giá 20.000 đô đi Mỹ để xem nữ hoàng tự do. May là bà này không bị hối nách. Chứ giống Duy Linh thì...